Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình vào bếp làm cái món là bánh cuốn nhân thịt nha các bạn. Cái món bánh này ăn rất là ngon, mình có thể làm tại nhà, mời gia đình mình thưởng thức. Vào buổi sáng mà được một dĩa bánh cuốn nóng như thế này thì quá là tuyệt vời. Và cách làm của mình cũng rất là đơn giản. Thì mình làm cho gia đình mình thưởng thức, chia sẻ cái cách làm của mình đến cho mọi người cùng xem. Nếu món bánh của mình chia sẻ các bạn thấy hay thì mình cùng vào bếp làm cho vui nha. Và cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông, cũng như là tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ kênh mình nhé. Thì bánh cuốn làm như thế nào để cho cái vỏ bánh được dai, mềm và có cái độ dẻo hòa quyện vào cái nhân bánh ở bên trong giòn sừng sực của nấm mèo và một ít nước mắm chua ngọt và một ít rau sống thì cái dĩa bánh cuốn của mình trở nên rất là hấp dẫn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để xem cái cách của mình làm nha. Thì để làm được cái món bánh cuốn ở đây cần có là 100 g bột năng và 100 g bột gạo. Sử dụng là 600 ml nước lọc. Và để cho bột của mình không có bị hôi thì mình sẽ dằn vô một xíu nước cốt chanh nha các bạn. Một lát nữa mình pha bột mình sẽ chia sẻ. Đây là cái phần vỏ bánh nha, cái da bánh nha các bạn. Còn phần nhân bánh là nhân thịt thì ở đây sử dụng là 200 g thịt xay, 100 g nấm mèo. Nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ nè, mình đã ngâm qua nước rồi cho nấm của mình nở mềm ra. Và gia vị nêm nếm gồm có là nửa muỗng cà phê dầu hào, hạt nêm, bột ngọt và đường. Bên đây là tiêu xay cho thơm. Góc hành mình băm nhuyễn như thế này để mình ướp vào thịt cho thơm nha các bạn. Và ngò gí hành lá này một lát mình sắc mình cho vào một ít. Thì món bánh cuốn thì không thể nào thiếu được cái hành phi nè các bạn. Và đây là mình đã phi sẵn và mình cho vào hộp mình ăn á. Nên là cái phần này mình không cần phải làm nữa nha. Hành phi này một lát bánh cuốn của mình chín xong mình sẽ rắc lên mình ăn cùng cho thơm ngon. Và đây là tỏi ớt thì tỏi ớt này mình sẽ làm nước mắm. Đó, cái món này rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ đi xào cái phần nhân nha các bạn. Mình cho một muỗng canh dầu ăn lên cái chảo như thế này. Và đợi cho dầu của mình nóng, mình sẽ cho cái góc đầu hành vào nè. Vì thịt xay rất là nhanh chín nên mình không có ướp. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn ướp cũng được nha. Mình ở đây là mình xào trực tiếp luôn. Bây giờ cái đầu hành của mình đã vàng rồi, mình tiếp tục cho thịt vào nha. Mình đảo đều. Dầu hào nha các bạn, dầu hào này mình cho là một muỗng cà phê nè, cho dầu hào vào cho thơm. Và đây là gia vị nêm nếm gồm có hạt nêm, đường, bột ngọt và tiêu xay, mình cũng cho vào luôn nha. Mình sẽ nêm nếm lại cái khẩu vị cho vừa ăn nha. Thịt chín này rất là thơm ngon. Tiếp tục mình sẽ cho nấm mèo vào. Nấm mèo thì mình cắt nhỏ nhuyễn như thế này nè các bạn. Nêm cái phần nhân cho vừa khẩu vị của gia đình luôn nha các bạn. Vậy mình làm ăn sẽ ngon.
cho đến khi nào cái nấm mèo này của mình chín là được. Cái món bánh cuốn này rất là đơn giản và dễ làm. Thì cái phần nhân bánh của mình cũng đã xong rồi nha các bạn. Ngon chưa? Thơm lắm. Bây giờ mình sẽ đi pha bột nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 100g bột gạo. Tiếp tục là 100g bột năng nha. Và để cho bột của mình ngon hơn và có cái vị đậm đà thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Và khử được cái mùi hôi của bột vì đây là mình sử dụng là bột gạo mịn nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là vài giọt nước cốt chanh nha. Tiếp tục là mình sử dụng là nước lọc 600ml. Và mình cho từ từ vào ha, và mình sẽ khuấy đều cái phần bột này lên. Mình dùng cái rây như thế này nè các bạn. Sau đó là mình sẽ cho bột của mình qua rây để mình lược lại nha. Mình làm như thế này thì bột của mình sẽ mịn hơn. Thì cái phần bột mình cũng đã lược xong. Mình tiếp tục cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn nha các bạn, để cho cái phần bột của mình được bóng mướt hơn nha. Đó, và bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị chán bánh là được rồi. Thì để làm được cái nồi hơi thì hôm nay mình sẽ chán bánh trên lá chuối nha các bạn. Đó, mình làm cái nồi hơi ha, mình sẽ lấy một cái nồi và mình cho cái lá chuối. Lá chuối thì mình nên hơi qua lửa nha, để làm dẻo cái phần lá nha các bạn. Khi mà mình chán bánh thì cái phần lá chuối của mình không có bị rách nha. Đó, nè, mình đã hơi qua lửa lá chuối của mình nè, rất là dẻo luôn. Và bây giờ mình sẽ để lên một cái nồi ha, mình làm cái nồi chán nha. Cho vào cái nồi này là nửa nồi nước như thế này nha các bạn. Sau đó là mình sẽ dùng một cái tấm lá như thế này. Thì mình dùng cái sợi dây ni lông nè các bạn. Mình định hình và cố định cho cái miếng lá chuối nằm ở trên cái miệng nồi thiệt là chặt nha. Để khi mà mình chán bánh thì bánh của mình sẽ ngon hơn. Mình làm như thế này. Và đây cũng là cái cách mà mình học của các bạn đi trước nha. Chứ mình cũng không có mấy là sáng tạo hay là cái gì nha các bạn. Nhưng mà các bạn làm cái cách này mình thấy bánh cuốn của mình rất là thơm và ngon. Thì được những chiếc bánh ngon thì mình cảm ơn cái người đã sáng tạo ra cái nồi hơi tự chế như thế này, rất là tuyệt vời. Và hôm nay mình cũng làm và chia sẻ đến cho các bạn cùng xem nha. Mình chán trên lá chuối, bánh của mình rất là thơm luôn á các bạn, thơm cái mùi lá lắm, ngon lắm. Thì các bạn có thể là làm thử cái món bánh này cho gia đình mình ăn nha các bạn. Đó, mình căng cái miếng lá như thế này là được rồi đó. Và bây giờ là nước của mình cũng bắt đầu sôi rồi nha các bạn. Cho cái nước của mình sôi thiệt là sôi luôn nha. Và trước khi đổ bánh thì mình nên quậy cái phần bột của mình lên nè, để cho bột được hòa tan đều nha các bạn. Nước của mình sôi phải sôi là 100 độ C luôn nha. Để cho cái lá chuối của mình nóng như vậy thì mình sẽ chán bánh sẽ ngon. Các bạn nhìn thấy cái hơi nước bốc lên rồi đó. Và bây giờ mình sẽ chán bánh nha. Mình cho một giấy bột như thế này nè. Rồi mình sẽ chán đều ra nha các bạn. Mình ăn bánh dày mỏng thì tùy theo mình nha. Và bây giờ sẽ đậy lại. Mình dùng cái nắp như thế này mình đậy nha các bạn. Bánh của mình rất là nhanh chín nha. Đó, bánh của mình trong là mình đợi bánh của mình chín rồi đó. Và sử dụng một con dao như thế này và mình đã thoa dầu và cho một cái màng thực phẩm bọc lại. Nếu các bạn có cái que tre các bạn dễ lấy ra. Và cái cách làm bánh cuốn tại nhà nè, ăn rất là ngon. Nếu các bạn không có cái lò
cuốn thì mình có thể dùng là chảo chống dính, hoặc là mình dùng theo cái cách của mình nha. Vì đôi khi lá chuối á, những người ở thành thị á, thì phải mua mới có đó các bạn. Còn mình ở quê á, thì lá chuối thì rất là dễ kiếm. Còn nếu mà các bạn không có mua được lá chuối thì mình có thể dùng một chảo chống dính để mình cuốn bánh. Và bây giờ bánh của mình chín nè các bạn, rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ dùng cái con dao như thế này và mình lấy bánh của mình ra nha. Đây các bạn nhìn cái bánh của mình nè. Và mình sẽ cho ra cái mâm để một lát mình cuốn. Và bây giờ mình tiếp tục đổ bánh nha. Và cứ như vậy mình sẽ đổ cho hết cái phần bột luôn nha các bạn. Rất là đơn giản mà bánh cuốn như thế này ăn rất là ngon. Thì bây giờ bánh mình đã lấy ra như thế này nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho nhân lên ha. Các bạn ăn nhân nhiều nhưng ít tùy mình nha. Và bây giờ mình sẽ cuộn lại ha các bạn. Rất là đơn giản mà mình có một món bánh cuốn cho gia đình như thế này. Và bây giờ mình sẽ khoa nước chấm nha các bạn. Ở bên đây là một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt ha. Và tiếp tục là mình sẽ cho vào đây là hai muỗng canh nước. Đây là nước ấm nha các bạn. Sau đó là một muỗng canh nước mắm. Đó, mình pha cái tỷ lệ như thế này là vừa ăn. Và bánh cuốn thì mình ăn cho mình khoa nước mắm mặn mặn ngọt ngọt cho ngon nha. Đó, rồi mình sẽ khuấy đều lên. Và mình thích ăn cái vị hơi chua chua nha các bạn. Nên là mình sẽ cho vào đây là một xíu nước cốt chanh. Đường đã tan hết thế này các bạn, mình sẽ cho tỏi ớt mình băm vào ha. Đó, mình băm không có được nhuyễn nha. Đó, mình thích ăn như thế này nè. Còn các bạn thích ăn nhuyễn thì mình sẽ băm cái tỏi ớt cho nhuyễn hơn nha. Đó, mình chỉ thích như vậy thôi. Đó, ngon lắm các bạn. Thì lúc này dĩa bánh cuốn mình đã rắc hành phi lên nha các bạn. Hành phi lúc ban đầu mình chuẩn bị để mình rắc một ít lên như thế này. Và mình sẽ cắt bánh ra nha. Bánh của mình rất là mềm và dẻo luôn. Ngon lắm các bạn. Thì mình cắt khúc ra nhỏ như thế này cho vừa miếng ăn nha. Thì ăn kèm cái món bánh cuốn này mình sử dụng một ít giá trụng nha các bạn. Và một xíu rau sống nữa thì rất là ngon. Đây bánh của mình rất là dai. Thơm ngon, bánh của mình chán tại nhà cũng không thua gì hàng quán nha các bạn.
Mỗi buổi sáng mà có một dĩa bánh cuốn nóng cho gia đình ăn như thế này thì rất là ngon. Thì nếu các bạn yêu thích món bánh cuốn và cái cách làm của mình thì cùng vào bếp làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Và cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ kênh mình nhé. Đây các bạn nhìn cái dĩa bánh cuốn mà mình cắt ra nè, rất là ngon luôn nha. Chan một ít nước mắm vào nữa thì rất là tuyệt vời. Đó, rau sống và giá trụng. Thì với cái món bánh cuốn nóng thì mình chia sẻ cho các bạn xem, đến đây mình tạm dừng video nha. Mình chúc cho các bạn làm thiệt là ngon với cái món bánh cuốn. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc cho các bạn luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye.